Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu đồng hồ đến từ một thương hiệu rất là mới. Đó. Thì thương hiệu này có tên là iWatch. Đó. I là viết tắt là dịch ra tiếng Việt nó là có nghĩa là đá, băng hoặc là đá. Đó. Còn đây là cái kênh thông tin liên lạc của ship. Các bạn có thể muốn liên lạc với chúng tôi thì các bạn cứ trao đổi với liên lạc với cái kênh thông tin này. Đó. Còn đây là một mẫu đồng hồ được mua từ một cửa hàng rất là quen thuộc, nằm ở quận Brooklyn thuộc thành phố New York. Thì kiện hàng này được ship từ New York sang Cali. Đó. Ship tới một cái kho nằm ở thành phố Rolling Rue thuộc tiểu bang California. Sử dụng dịch vụ là United States Post Service với một cái mã check-in 22 số. Trong mỗi video chúng tôi đều phải giới thiệu các thông tin này để cho chúng ta biết là cái kiện hàng này được mua ở đâu rất là rõ ràng. Đó. Thì tất cả những cái thông tin check-in này đều được thông báo tự động qua email cho khách hàng biết hết. Hành trình kiện hàng đều được thông báo tự động hết để khách hàng nắm được thông tin một cách nhanh nhất. Đó, kiện hàng này thì chưa được cắt siêu, cho kiện hàng này chỉ có 20 nha, chưa tới 30 đô đó, nên nó chúng tôi chuyển về Việt Nam mới kiểm tra những kiện hàng này. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra tại đại Việt Nam. Đó, đây là khâu bốc. Bên trong nó có một cái miếng giấy dầu để bảo vệ. Đó. Ở dưới nó là có một cái bill mua hàng, một cái thẻ bảo hành của Yumashop. Thì chúng ta sẽ được bảo hành miễn phí 2 năm tại trung tâm bảo hành tại New York. Đây là hai cái thẻ quảng cáo. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây, thương hiệu có tên là iWatch với rất là nhiều màu sắc. Đây, cái trên chữ này, cái dấu chấm của chữ Y nó biểu tượng giống như là một cái hoa lăng của chiếc xe ô tô. Rồi, các bạn chờ tí để chúng tôi đeo bao tay vào. Thì iWatch này là một cái thương hiệu được bắt đầu từ năm 2007. Thì mẫu đồng hồ này được thiết kế bởi các nhà thiết kế là có trụ sở chính là tại Bỉ. Đó. Còn cái bộ máy thì các nhà thiết kế này sử dụng máy Miyota của Nhật Bản, còn sản xuất và lắp ráp thì được thực hiện tại Trung Quốc. Đó. Còn phân phối là được thực hiện các nhà phân phối là và hậu cần là chọn một đối tác tại Hồng Kông. Đó. Thì người giám đốc điều hành của cái thương hiệu này thì là ông Jean-Pierre Lutgen, ông là người Bỉ. Thì trụ sở chính vẫn là ở Bỉ. Đó, một cái mẫu đồng hồ được sản xuất qua rất là nhiều quốc gia, đó từ Bỉ, thiết kế là ở Bỉ, máy móc là ở Nhật Bản, sản xuất lắp ráp là ở Trung Quốc, đó, phân phối là ở Hồng Kông, đó, còn giám đốc điều hành là nằm ở Bỉ. Thì thương hiệu này đây là cái kênh fanpage của thương hiệu này, facebook.com/iWatch, đó, website là iWatch.com. Là cái hình đồng hồ, còn đây là cái mã vạch ICT Foxstone 36mm, nó là đường kính đó. Chỉ nữa chúng ta sẽ xem cái đường kính 36mm nó sẽ như thế nào. Đó, bên ngoài nó một cái chiếc bóp màu đen với những đặc điểm nổi bật là các đường màu có rất là nhiều màu sắc, 2, 4, 6, giống như 7 sắc cầu vồng nữa. Đây cái nắp, để mở nắp thì chúng ta phải mở đồ trên đây. Wow, sẽ hơi cứng ta. Các bạn chờ tí. Ở dưới đây cũng mở được. Giật mạnh quá sợ nó rách. Đà. Bên trong nó có một cái Change you can, là thay đổi nếu bạn có thể. Đó. Bên trong nó là một cái chiếc bóc bằng nhựa cứng. Đây có một đường cắt, chắc là cái nắp. Đây là cái tên thương hiệu iWatch được dập nổi. Mặt sau là cái thông số này, được thiết kế bởi Jean-Pierre Lutgen. Đó. Đây là tên của người giám đốc điều hành luôn. Bóc thì được sản xuất tại China, sản xuất và lắp ráp tại China. ABS. Đó, bên trong nó cũng còn một cái tem thông số 36mm. Đó, mặt trên này nó giống như là một cái nắp. Nó có cái nắp nè, mà cái nắp này chúng ta không có bật được. Change you can, change là thay đổi, như bạn có thể, you can là bạn có thể. Đây, wow.
Cái nắp này mở lên nè, bên trong nó hai quyển sổ, chút nữa chúng ta sẽ kiểm tra sau. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc iWatch, chiếc này là dành cho nữ, có đường kính là 36 mm. Đó, chúng ta ở trên mặt nó có một lớp siêu, chúng ta tạm tháo ra để kiểm tra. Đây, và wow, chiếc đồng hồ chưa đến 30 đô, hình như 26.99, rất là dễ thương. Con đồng hồ này có cái tông cái đeo với cái background là màu đen đó, màu đen rất là huyền bí và sang trọng. Còn ở vòng ngoài nó là những cái vạch chia phúc, cũng là vạch chia dây luôn, thì nó được sơn những cái vạch trắng đó, ở cái góc vị trí là 1 3 2 2 3 4, thì nó cái chấm nó sẽ to hơn đó. Còn nó có thêm một cái khung gọi là 1 2 4, cái cọc số là cọc số kiểu số Arabic đó, số Arabic nè, ở Việt Nam còn hay gọi là số học trò. Ở góc 12 giờ là cái tên thương hiệu iWatch. Trên mặt số thì nó có hai kim thôi, nó không có kim dây, kim giờ và kim phút thôi. Nhìn mặt số trông nó rất là tĩnh lặng. Đó, trên mặt số ở góc 6 giờ thì không có thông số gì hết. Thương hiệu này của Bỉ, còn các thương hiệu của Thụy Sĩ thì ở góc 6 giờ họ sẽ gắn dòng chữ Swissmed. Đó, chúng ta sẽ lấy nó ra. Trong nó có một cái túi hút ẩm. Trong nó có một phía dưới. Ở đây là cái thanh gì đây? Nó có một cái thanh để, nó có một cái thanh nhỏ ra đây rồi bấm. Chắc là dùng để chỉnh giờ hay sao á. Không rõ chức năng của cái thanh này là gì. Chúng ta tạm để qua bên. Bên trong nó có thêm một cái dây dự phòng này. Đó. Một cái dây bằng vải, dây là gọi là dây dù. Đó, dây dù nó rất là chắc chắn, một cái dây dù dự phòng đó, màu nâu. Đồng hồ giá rất là phải chăng, tuy nhiên được dự phòng có rất là nhiều dây, rất là chu đáo và cẩn thận. Đó. Ở đây mẫu đồng hồ này là có đường kính, có độ dày là 6.3 mm. Đó, độ dày 6.3 khá là mỏng. Thường thường độ dày trung bình có những mẫu đồng hồ là 10 mm, ở đây chỉ có 6.3 thôi. Các bạn thấy rất là mỏng. Đây là cổ, bên trong nó là cổ máy watch, được sản xuất bởi có tên là Miyota của Nhật Bản. Đó. Mặt sau của chiếc đồng hồ này. Mặt sau thì nó có gắn một cái tem của iWatch với một cái serial number là 142-11010. Đó. On stainless steel. Made in PRC China. Đó. Được lắp ghép và sản xuất tại China. Tuy nhiên được thiết kế lại bởi Bỉ. Máy thì của Nhật Bản. Khả năng chống nước là 3 ATM. 3 ATM chúng ta có thể dùng cho những hoạt động hàng ngày. Chúng ta không thể nào đi bơi và đi lặn được. Đó. Và chúng ta cũng có thể dùng cho đi mưa được. Tuy nhiên tốt nhất là khi mà có mưa thì chúng ta nên các cái đồng hồ nó vô, những đồng hồ bằng pin á, mà bị nước vào á, chúng ta phải mất rất là nhiều chi phí để xử lý, để làm lại cái bọc mạch điện tử bên trong. Đó. Cái seal này nó có một cái đường đỏ để cho chúng ta biết là ở trên mặt nó vẫn còn một cái lớp seal. Nhiều khách hàng hỏi cái đường đỏ đó là để làm gì. Đó. Theo chúng tôi nghĩ là cái đường đỏ để cho chúng ta biết là ở trên cái mặt sao nó vẫn còn một cái lớp seal, tại cái lớp seal này nó trong suốt. Khi đeo thì chúng ta phải bắt buộc phải gỡ hết những cái lớp siêu này ra, tại vì nó là cái chất nhựa, nó không có tốt với da của chúng ta, nó tiếp xúc với da nó không tốt. Tốt nhất là chúng ta tháo nó ra. Đó, thép không gỉ thì nó tốt hơn là so với nhựa. Đó, trên cái nấm là nó gắn một cái miếng nhựa nè để nó làm cho cái bộ máy nó đừng có chạy. Đó, tại vì khi bấm nút vào thì bắt đầu bộ máy nó bắt đầu chuyển động, nó tiêu tốn năng lượng, nó làm cho pin của chúng ta đã giảm xuống. Con này nó kéo ra thì nó sẽ hạn chế cái sự mà hoạt động, nó giảm cái tình trạng mà hao pin hơn. Đây, còn cái đây là hai cái lớp. Một mẫu đồng hồ đen, một đồng hồ có background màu, từ trước đến sau đều màu đen hết đó. Mặt số cũng màu đen, khung vỏ cũng đen. Đen ở đây màu đen nhìn nó cảm giác rất là lì, cảm giác rất là chắc chắn chứ không phải là đen bóng. Ở đây là đen nhám. Mặt sau cũng đen luôn đó. Còn dây thì được dây là màu da bò, rất là nổi bật. Hai cái tông màu này nó đối nghịch với nhau đó. Từ màu đen này nó chuyển vào màu da bò, nó rất là đối nghịch, nó rất là nổi bật. Còn đây là ở trên đây là da bò luôn. Đây là cái phần khóa. Khóa thì được, đây là cái khóa, chất liệu khóa thì được đánh bóng một chút đó. Cái khóa trên đây được đánh bóng hơn một chút nè, nó bóng lưỡng hơn.
khóa cũng màu đen luôn. Còn đây là thông tin thẻ tát. Đây, cái thông số này nó được cũng được in trên cái hộp luôn. 36 mm ICT Foxton. Thì thương hiệu này Icewatch này nè, họ có ký hợp đồng hợp tác thương hiệu với rất là nhiều cái sự kiện thể thao nổi tiếng như là BMW Motorsport hoặc là cái sự kiện là Vendée Globe. Đó, Vendée Globe là một sự kiện về cái giải đua thuyền boom. Nó đua thuyền boom nó từ New York, nó chặng đường của nó là từ New York cho tới là cái khu vực một cái huyện thị trấn ở phía tây của nước Pháp. Đó, đó là một cái thị trấn ven biển. Đó, nằm trên Đại Tây Dương. Còn cái sự kiện đó thì thường thường đó là hiện tại đó, trên website của cái sự kiện này đó, là tới ngày 16 tháng 6 năm 2020 là sự kiện này sẽ bắt đầu tổ chức đua. Đó, các bạn nào mà muốn đua thì chúng ta nên sắm cho mình một chiếc Icewatch rồi chúng ta tham gia sự kiện đó. Đây, chúng ta nhìn lại lần cuối nhân vật chính của chúng ta, chiếc Icewatch dành cho nữ với đường kính 36 mm, rất là đẹp. Ở dưới cái ở phần mô tả của cái video này chúng tôi sẽ cập nhật thêm cái đường dẫn giới thiệu để các bạn xem lại thông số, ví dụ như đường kính, độ dày và các thông số khác. Đó, để mô tả thêm các phần thông số khác nữa và cái một cái trong cái sản phẩm trên website, trong cái phần mô tả của trên website nó sẽ có thêm một cái đường dẫn giới thiệu về lịch sử của iWatch. Các bạn có thể bấm vào cái lịch sử đó để chúng ta tìm hiểu lại cái lịch sử thương hiệu iWatch xem có gì hay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.